Hello cả nhà, em xin giới thiệu cả nhà một con đồng hồ Casio EDP chính hãng luôn nha cả nhà. Đây, cơ chế chạy 6 kim. Đó. Thứ nè. Ngày và 24 giờ nha cả nhà. Đó. Dây nè. Bao ngầu luôn. Size nó là 40. 40 chưa núm. Dây rất là đẹp luôn nha cả nhà. Ôm tay. Đó, chính hãng luôn, nguyên hộp luôn. Em sale hôm nay còn 630 bao ship nha cả nhà. 630 bao ship nha. Có dạ quang luôn nha cả nhà. Đây, dạ quang đây. Đây dạ quang đây cả nhà ơi. Đó. Kim và cọc số. Đó. Này là chỉ ngày, này chỉ thứ và 24 giờ phân biệt sáng tối nha cả nhà. Dây dài luôn, nguyên hộp luôn nha cả nhà. Rồi, em mời cả nhà nha.